Thúy Nga hân hạnh giới thiệu cùng bạn đọc truyện ngắn Biển Vẫn Đợi Chờ của Nguyễn Ngọc Ngạn qua hai giọng đọc Mai Phương và chính tác giả. Định đứng nép vào khóm hoa giấy sát bức tường gạch bên hông quán cà phê, mắt đăm đăm nhìn ra đầu ngõ. Nắng buổi sáng đã vượt khỏi ngọn cây bên kia đường, chiếu từng vệt dài trên con lộ bụi bốc mờ mờ theo từng bước chân bộ hành qua lại. Chàng sốt ruột thở dài, đảo mắt ngó quanh, mấy ngón tay lơ đãng gõ nhịp trên ghi đông chiếc xe đạp cũ kỹ mà chàng mới xin được của một người bạn. Định vén tay áo nhìn đồng hồ rồi lại trông ra đầu hẻm. Bình thường giờ này Trâm đã phải đi ngang qua đây trên đường đến tổ hợp để giao hàng. Chẳng hiểu tại sao bữa nay Định đã có lời hẹn trước mà Trâm lại không đến. Phải chăng đó là một thái độ khước từ dứt khoát của Trâm, và điều này làm Định chợt buốt nhói như vừa có mũi kim nhọn đâm vào tim. Đã toan leo lên xe đạp bỏ đi, chàng lại đổi ý nán lại đợi thêm một lúc nữa. Định nghĩ, với bất cứ giá nào chàng cũng phải gặp Trâm hôm nay để nói hết những điều chàng đã dự tính trong đầu từ hơn 2 tháng qua. Hôm nay không gặp được Trâm, hoặc gặp mà không thuyết phục được nàng, thì chàng sẽ áy náy cả đời. Chuyến đi có thành công, Định có đến được bến bờ tự do để bắt đầu cuộc sống mới, mà bỏ lại Trâm thì chắc hẳn cả đời chàng vẫn sẽ day dứt khôn nguôi. Định nhìn đồng hồ một lần nữa rồi lại ngao ngán thở dài. Chàng nhớ lại mới sáng hôm qua, cũng tại con hẻm này, chàng đã hồi hộp đứng chờ Trâm ở đây. Và vì biết không thể gặp nàng một cách công khai, Định chỉ ghé xe đạp lại gần, nói thật nhỏ trong khi Trâm vẫn rảo bước. Ngày mai Trâm cho tôi gặp, được không? Trâm không dám quay sang nhìn Định, mặt nàng tái nhợt và ánh mắt hoảng hốt ngó thẳng về phía trước, run run đáp. Không, không được đâu. Ông gặp tôi để làm gì? Tôi không dám gặp ông đâu. Định tha thiết nói thêm. Cần lắm, tôi có chuyện phải nói với Trâm, không nói không được. Sáng mai cũng giờ này, tôi sẽ chờ Trâm ở đây. Giọng Trâm khổ sở. Ông ơi, ông đi đi. Người ta thấy kỳ lắm. Ông đi ngay đi. Định lì lợm nói. Trâm gật đầu đi đã, bằng lòng cho tôi gặp ngày mai thì tôi mới đi. Trâm bực mình vì thái độ gan góc của Định, nhưng không biết xử trí thế nào, đành phải miễn cưỡng gật đầu để thoát khỏi cảnh bối rối mà đời nàng chưa bao giờ gặp phải. Định mừng rỡ dặn thêm. Tôi sẽ đón Trâm ở đây, nhớ giùm tôi là cũng giờ này. Dứt câu, chàng dướn người đạp xe lao ra đầu ngõ. Trâm thở phào rảo bước nhanh hơn, ngược chiều với Định. Nàng khẽ liếc mắt nhìn hai bên con hẻm xem có ai bắt gặp nàng và Định vừa nói chuyện với nhau hay không, rồi nàng yên tâm đi sát vào rặng cây bên đường, đầu hơi cúi xuống, bước những bước nặng trĩu vì tâm trí bị giằng co bởi mấy câu nói táo bạo Định vừa thổ lộ với nàng. Về phần Định, ra gần tới đầu ngõ, chàng bỗng đổi ý dừng lại. Chàng ngồi ghếch trên yên xe, chống một chân xuống đất, quay đầu im lặng nhìn theo Trâm. Mái tóc cắt ngắn lơ lửng vừa chạm tới vai, áo bà ba xanh đậm, quần đen rộng ống và đôi guốc mộc đơn giản. Nói chung, mọi thứ chung quanh Trâm đều tạo cho Định cái cảm tưởng nàng là một thôn nữ dại khờ vừa lạc vào thành phố. Mà điều này thì Định nghĩ không sai, bởi Trâm vốn là một nữ tu vừa bất đắc dĩ phải hội nhập vào dòng đời vì thời thế thay đổi. Gần 10 năm khép kín trong 4 bức tường tu viện, cuộc đời Trâm kể từ khi mới lớn vốn chỉ biết có 2 công việc là học hành và cầu nguyện. Nàng yêu nếp sống ấy lắm, và nàng mơ ước một ngày nào đó sẽ được khấn trọn đời, nghĩa là tuyên hứa không bao giờ lập gia đình để hiến thân trọn kiếp cho tín ngưỡng của mình. Như một cái đích cao nhất của đời một nữ tu, nàng sẽ được bổ nhiệm những công tác xã hội ở một bệnh viện, một trường học hay cô nhi viện,
nơi mà nàng sẽ tìm vui suốt đời trong những việc làm nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa, như những món quà dâng lên Thiên Chúa. Tâm hồn nàng thanh khiết như không khí tinh mơ buổi ban mai trong vườn hoa ngũ sắc dưới chân tượng mẹ Maria cao vút, đứng sừng sững giữa sân tu viện, nơi mà nàng thường vẫn nghiêm cẩn đứng chắp tay, ngước nhìn lên để cầu xin cho mình đi chọn con đường đạo hạnh. Nhưng rồi mộng ước giản dị ấy bỗng bị cắt ngang như dòng suối nhỏ đang chảy êm, bỗng bị một khúc cây đổ ngang chặn lối. Ngày mất miền Nam, Trâm mới 16 tuổi, cánh cửa nhà tu ngàn đời khép kín bây giờ bỗng phải mở tung ra trong cuộc đổi đời khắc nghiệt. Thời khóa biểu thường nhật, giấc ăn giấc ngủ, buổi học bài lúc cầu kinh hoàn toàn bị xáo trộn. Nữ tu có người bị dao động mạnh, hoặc vì hoàn cảnh đưa đẩy phải gạt nước mắt bỏ về trần. Nhà dòng chỉ còn lại vài chục người bền chí quây quần bên nhau, mang máng lo âu không biết tương lai sẽ ra thế nào. Mẹ bề trên bàn với các sơ nên lập tổ hợp dệt chiếu để tránh bớt những phiền hà của thế tục. Cái nhà xe thuở trước từ nay sẽ biến thành chỗ lao động tập thể, đồng thời là kho chứa vật liệu cho tổ hợp. Trâm còn trẻ nên thường đảm nhận công việc đi lấy cói về cho tổ, và khi chiếu dệt xong thì chính nàng lại cuộn thành từng bó mang giao cho cửa hàng. Khu vườn mênh mông của tu viện vốn quanh năm chỉ trồng đủ các loại hoa để hàng ngày cắt vào cắm trên bàn thờ, bây giờ cũng được đào xới, đánh luống trồng lan và vài loại hoa màu phụ, vừa để góp vào khẩu phần lương thực ít ỏi hàng ngày của nhà dòng, vừa để các nữ tu có dịp học tập lao động cho phù hợp với đời sống văn minh mới. 4 tháng sau ngày mất miền Nam, người ta đem đến cho tu viện một đứa bé mới chập chững biết đi vì bố nó lên đường cải tạo. Hôm ấy chỉ có mình Trâm đang ngồi dệt chiếu. Người đàn bà bế đứa bé đến, bước thẳng vào chào Trâm, đặt đứa bé ngồi trên đống cói và ngỏ lời năn nỉ. Thưa dì, ở xóm tôi có đứa nhỏ mồ côi, không có ai thân thích hết á. Tôi tới đây nhờ nhà dòng làm phước nuôi giùm. Trâm ngừng tay ngẩng lên, ngạc nhiên hỏi: Thưa bà, bố mẹ nó đâu rồi? Người đàn bà cầm cái nón lá quạt phành phạch và phân trần: Ba nó đi cải tạo, còn má nó nghe nói đi ngoại quốc từ hôm 28 tháng 4, nhà không có còn ai hết, tội nghiệp lắm. Trâm xúc động đứng dậy nói: Việc này tôi phải trình lại với mẹ bề trên, bà ngồi tạm đây, để tôi chạy lên văn phòng. Trâm đi một lúc rồi trở lại dẫn theo vài nữ tu lớn tuổi hơn và sơ giám đốc. Người đàn bà vội buông nón đứng bật dậy kính cẩn chào. Sơ giám đốc hỏi: Bà muốn nhờ tu viện nuôi đứa bé này à? Người đàn bà gật đầu giải thích: Dì, thưa dì, 2 tháng trước ba nó mang sang gửi cho con. Dì nghe thông cáo nói là đi cải tạo chỉ có 10 ngày nên con mới nhận lời. Bây giờ đã mấy tháng rồi, nhà con thì ít người quá, lại đang túng thiếu, ai cũng biểu con là đem lại đây nhờ các dì làm phước nuôi giùm. Mọi người cùng im lặng mấy giây như đang suy nghĩ về tình cảnh đáng thương của đứa trẻ. Rồi sơ bề trên hỏi: Bà có biết cháu bé đã rửa tội chưa? Người đàn bà lắc đầu: Dạ thưa, con đoán là chưa, vì ba má nó theo đạo Phật. Một nữ tu chen vào: Con trai hay con gái hả bà? Người đàn bà quay nhìn đứa bé và đáp: Dạ thưa con gái, nó tên là Hiền. Mẹ bề trên đưa mắt nhìn đám nữ tu đứng chung quanh ngầm hỏi ý kiến, vì chuyện này chưa từng xảy ra với nhà dòng bao giờ. Tất cả đều im lặng, không ai nói lời nào, mặc dầu trong lòng ai cũng như ai đều đồng ý là chẳng nên khước từ một đứa trẻ mồ côi, dù rằng đây không phải là một nhiệm vụ của tu viện. Dường như đoán được mối ưu tư của mẹ bề trên, Trâm tiến lại bế đứa bé lên rồi lại đặt ngay xuống và hỏi: Hộ khẩu nó ở đâu thưa bà? Người đàn bà ngoẻo đầu phân bua: Nó chưa có hộ khẩu, từ hôm bố nó đi cải tạo nó vẫn ở với con, nhưng con tưởng là chỉ 10 hôm thì ông ấy về, thành ra con cũng chẳng để ý đến hộ khẩu của nó làm gì.
Tất cả lại im lặng và cùng nhìn về phía đứa trẻ mồ côi. Con bé men theo tường nhà chập chững đi tới đi lui, thỉnh thoảng ngã bệt xuống đất, nhưng nó rất ngoan không khóc. Có lẽ vì đã quen chơi một mình, có khóc cũng chả ai bận tâm dỗ dành. Trâm nhìn nó tội nghiệp, lo âu chỉ sợ mẹ bề trên từ chối. Người đàn bà thì đưa mắt nhìn khẩn khoản chờ đợi. Sơ giám đốc suy nghĩ một lát rồi nói: "Thôi, bà để đấy cho chúng tôi. Nếu bà có liên lạc được với bố nó thì cho ông ấy biết là chúng tôi nuôi, để khi ông ấy về thì đến mà nhận lại." Mọi người cùng thở phào nhẹ nhõm, nhất là Trâm. Người đàn bà 2-3 lần cảm ơn rồi cầm nón bước nhanh ra cửa. Từ đó bé Hiền được giao cho Trâm tu viện đa đoan công việc đạo và đời. Mọi nữ tu ngoài công tác dệt chiếu và làm vườn còn được cắt đặt những nhiệm vụ khác liên quan đến đời sống tu hành. Ngày ngày Trâm ngồi lao động, con bé chơi quanh quẩn bên cạnh. Nàng cho nó ăn, dỗ nó ngủ, tắm rửa, thay quần áo, thuốc thang mỗi khi nó đau ốm. Mẹ bề trên đem nó đi rửa tội và chọn cái tên thánh là Maria. Các nữ tu khác cũng dành nhiều thì giờ chăm sóc, phụ với Trâm dạy Hiền đọc kinh hoặc hát những bài thánh ca đơn giản. Mỗi ngày 1 giờ vào buổi chiều, khi Trâm thực tập dương cầm trên nhà nguyện, bé Hiền cũng leo lên ngồi ngay ngắn bên cạnh lắng tai nghe. Dần dà Trâm trở nên gắn bó với nó như tình chị em. Những khi nó đau ốm quấy quả, nàng lo âu săn sóc. Những lúc hồn nhiên nô giỡn, nàng vui lây cái vui của trẻ thơ. Và cứ như thế kéo dài liên tục suốt 3 năm. Rồi Định từ trại cải tạo trở về tìm đến xin lại con. Trâm vừa mừng vừa buồn. Mừng vì cha con gặp lại nhau, bé Hiền từ nay sẽ bớt cô quạnh. Nhưng mất nó, nàng lại cảm thấy như người ta vừa bắt đi đứa em nhỏ mà nàng hết sức yêu thương. Bé Hiền cũng chẳng muốn xa Trâm. Nó không biết Định là ai, chỉ nghe các sơ bảo phải gọi bằng bố. Nó đành miễn cưỡng nghe theo, nhưng lòng hết sức hoang mang. Nó kín níu chặt lấy Trâm, và khi Định chào Trâm bế nó ra khỏi tu viện thì con bé oằn người khóc nấc lên, khiến Trâm cũng mủi lòng khóc theo. Nàng chạy theo trao gói quần áo của Hiền cho Định, cố ngăn dòng lệ và bảo: "Hiền về với bố, rồi thỉnh thoảng dì sẽ ghé thăm." Con bé hét lên: "Không, con không đi đâu cả, sơ đừng bỏ con." Trâm không dằn nổi nỗi xúc động, vội quay vào và khép cửa lại. Qua khe hở, nàng bùi ngùi ngó theo, mãi đến lúc bóng 2 cha con khuất hẳn, Trâm mới lau nước mắt để quay về với công việc bình thường. Hôm sau, Định trở lại tu viện mang theo mấy cân đường làm quà cảm ơn. Trâm đang ngồi tính toán sổ sách thì Định dựng xe đạp và bước vào. Nàng tiếp chuyện Định một cách dè dặt, gần như lạnh nhạt. Chẳng có nữ tu nào bên cạnh, Trâm cảm thấy việc nàng ngồi một mình với Định là điều hết sức sai quấy, khiến nàng không thể thoải mái được. Nàng hỏi thăm qua loa về bé Hiền, rồi nhất định bắt Định phải mang quà về. Nàng bảo Định bằng giọng dịu dàng nhưng dứt khoát: "Từ nay xin ông đừng đến đây, tu viện không được phép tiếp người ngoài, xin ông hiểu cho." Định gật đầu nhắc lại lời cảm ơn rồi leo lên xe đạp ra về. Từ hôm ấy, cứ vài ngày Trâm lại ghé qua thăm bé Hiền trên đường đem giao chiếu của cửa hàng. Nhà Định cách tu viện không xa lắm, đi bộ chỉ mất khoảng hơn nửa giờ. Trâm thường đứng ở ngoài cổng ngoắc con bé ra nói chuyện, hoặc đến tận lớp mẫu giáo nó học để hai chị em cầm tay nhau cho đỡ nhớ. Mỗi lần thấy Trâm đến, nhớ lời nàng dặn, Định không dám xông ra nói chuyện, chỉ đứng nép sau cánh cửa đăm đăm ngó. Và lòng chàng trùng xuống vì nghĩ đến công lao 3 năm Trâm nuôi nấng con mình. Ngày ngày bố con nói chuyện với nhau, bé Hiền cứ nhắc mãi đến Trâm và kể chuyện vu vơ về đời sống trong nhà dòng mà trí nhớ non nớt của nó còn ghi lại được chút ít. Nó kéo cánh tay Định và bảo: "Bố ơi, bố đưa con lại thăm sơ Anna đi." Định cũng muốn lắm, chẳng phải chàng chỉ có ý chiều con, mà vì chính chàng cũng mong gặp lại Trâm. Nhưng chàng là người ngoại đạo,
không biết việc chàng đến một nhà tu nữ như vậy có bất tiện hay không. Huống chi đã có lời dặn của Trâm, cho nên chàng đành chỉ đứng xa xa nhìn Trâm vui đùa với con mình mà thôi. Sau mỗi lần như thế, khi Trâm ra về rồi, Định thấy lòng bâng khuâng như nuối tiếc một cái gì quý giá đang đánh mất. Chàng thường ngồi thừ một mình, suy nghĩ vu vơ, thương cho một người con gái dịu hiền và nhan sắc, sao lại chọn con đường xa lánh thế tục. Sự xót xa ấy chính Định cũng biết là vô lý, bởi chàng từ lâu vốn hay có tật tội nghiệp những người thật sự không cần chàng phải tội nghiệp. Tu hành là con đường hạnh phúc mà Trâm đã tự chọn lựa, tại sao chàng lại có ý nghĩ phân ưu? Chính chàng mới là kẻ đáng được tội nghiệp, bởi vợ chàng đã bỏ đi một mình lúc chàng còn đang kẹt ở đơn vị trong những ngày cuối cùng của cuộc chiến. Ấy thế mà đôi lúc chàng lại quên đi thực tại đó để chỉ vẩn vơ thương hại Trâm. Nhìn Trâm, chàng cứ băn khoăn làm như Trâm bị người ta ép buộc đẩy vào con đường tu hành, bỏ phí tuổi xuân trong bốn bức tường. Thậm chí có lúc chàng đẩy trí tưởng tượng của mình đi xa hơn, chủ quan đoán rằng hình như Trâm cũng có ý muốn gặp chàng, cho nên mới giả vờ mượn cớ đến thăm con chàng cho đỡ ngượng mà thôi. Nghĩ thế, có lần chàng đã bạo dạn theo con ra gặp Trâm và gợi chuyện. Tôi không biết nói sao để cảm ơn sơ. Ba năm qua, Trâm ngắt lời. Thưa ông, ông vẫn cho cháu đọc kinh buổi tối đấy chứ ạ? Định cười. Chính nó còn nhắc tôi phải đọc kinh trước khi đi ngủ. Nó bảo là sơ Anna dạy thế, nhưng mà tôi có thuộc kinh đâu mà đọc. Trâm nghiêm nghị nói. Ông cứ bắt chước cháu Hiền mà đọc. Con bé ngước nhìn Định và chen vào. Con dạy bố đọc kinh bố nhé. Định bật cười rồi hỏi Trâm. Thưa, tên sơ là Anna. Vâng, thưa ông, ở nhà dòng thường gọi nhau bằng tên thánh. Dứt lời, Trâm đứng dậy cáo từ. Nàng thấy không nên nán lại để Định có cơ hội nói làm nhảm mất thì giờ. Nàng lấy trong túi gói kẹo nhỏ trao cho bé Hiền rồi đội nón bước đi. Định thơ thẩn đứng trông theo, lòng xao xuyến khôn nguôi. Lần đầu tiên chàng thấy Trâm mặc áo sơ mi trắng và đôi má ửng hồng dưới ánh nắng mùa hè. Chàng buột miệng hát nho nhỏ một bài ca quen thuộc. Ta nhờ em du ta, hãy du tên vô đạo, hãy du tên khờ khạo, ma sơ này ma sơ. Trong một phút xúc động chủ quan, Định có cảm tưởng những vần thơ lãng mạn trong sáng ấy tác giả Nguyễn Tất Nhiên đã viết riêng cho tâm sự của chàng. Chàng nhìn theo Trâm và buột miệng than một mình. Người đẹp như thế mà lại đi tu, uổng thật. 4 tháng sau ngày ở tù về, Định bắt tay vào việc tổ chức vượt biển chung với một gia đình người bạn cải tạo có sẵn ghe đánh cá dưới Mỹ Tho. Miền Nam lúc này đang lên cơn sốt vượt biên, khắp hang cùng ngõ hẻm, chỗ nào dân chúng cũng chỉ bàn chuyện trốn ra nước ngoài, nhất là những người ở vào hoàn cảnh mất hộ khẩu như Định. Thoạt đầu khi toan tính ra khơi, chàng chỉ có ý định trước khi lên đường sẽ mua một món quà tặng Trâm rồi từ giã. Nhưng khi mọi việc chuẩn bị đã êm xuôi, chiều hướng xem rừng rất là chắc chắn, thì Định bỗng nảy ra ý định rủ Trâm cùng vượt biên, vì chàng nghĩ đó là cách trả ơn xứng đáng nhất đối với người đã cưu mang con chàng suốt 3 năm. Vấn đề là phải làm thế nào để gặp riêng được Trâm và thuyết phục nàng. Chàng mơ hồ đoán rằng từ hôm chàng lao ra nói chuyện với nàng ở trước sân thì hình như Trâm không bằng lòng, cho nên không ghé thăm bé Hiền nữa. Định cứ cố ý chờ, cả ngày không dám đi đâu, mà Trâm thì hoàn toàn vắng bóng. Chàng đắn đo mãi rồi quyết định viết một lá thư nói rõ đề nghị của mình. Biện pháp này tuy rất nguy hiểm cho Trâm nếu tu viện bắt được, và dĩ nhiên cũng rất nguy hiểm cho Định nếu lá thư lọt vào tay chính quyền địa phương hoặc những kẻ xấu miệng ưa báo cáo để lập công. Nhưng Định chẳng còn lựa chọn nào khác. Chàng gấp mảnh giấy làm 4, nhét vào túi áo, rồi hôm sau đạp xe ra đứng chờ ở con hẻm mà chàng biết chắc sáng nào Trâm cũng vác chiếu đi ngang trên đường đến cửa hàng.
Quả nhiên hôm ấy vừa thấy bóng Trâm, Định vội phóng xe theo, đưa bức thư và nói: "Sơ Anna, tôi gửi gì sơ lá thư, sơ đọc ngay đi, đừng mang về tu viện." Trâm tái mặt, kinh hãi kêu lên: "Jesus Maria, lạy Chúa tôi, ông liều lĩnh quá." Định vẫn rề rề xe bên cạnh, tha thiết phân trần: "Không không, sơ hiểu lầm rồi, chuyện này quan trọng lắm, sơ cứ đọc đi, tôi không có viết gì xúc phạm đến sơ đâu." Trâm cúi đầu bước mau hơn, vì có cảm tưởng hai bên con hẻm người ta đang chăm chú theo dõi cuộc hẹn hò vụng trộm của một nữ tu. Nàng khổ sở đáp: "Không, tôi không dám nhận đâu, ông đi đi, đi ngay hộ tôi dùm." Định dúi đại lá thư vào bó chiếu Trâm đang ôm trong tay và quả quyết nói: "Tôi thề với sơ là chuyện đứng đắn, sơ cứ đọc đi, không đồng ý thì thôi, có sao đâu." Rồi Định dướn người đạp xe bỏ đi. Trâm đứng khựng lại, tim đập mạnh như muốn vỡ tung lồng ngực. Nàng nhìn theo cái dáng gầy gò của Định, vừa bực mình vừa thương hại. Nàng đảo mắt nhìn quanh, giật vội lá thư nắm chặt trong lòng bàn tay. Nàng tần ngần muốn xé bỏ ngay, nhưng lại không đủ can đảm, vội nhét vào cái túi áo cánh và bước nhanh đến địa điểm giao hàng. Sau khi giao chiếu và nhận tiền xong, Trâm thơ thẩn quay ra, bàn tay bất giác đặt nhẹ lên túi áo, xem bức thư có còn trong đó hay không. Nàng lay hoay nghĩ ngợi, tò mò muốn mở thư ra xem Định viết cái gì, nhưng dọc đường chẳng thấy có chỗ nào thuận tiện để nàng đứng đọc. Nàng mơ hồ cảm thấy đó là một lá thư tình, và nếu đúng như thế thì điều này quả thật đã vượt quá sức tưởng tượng của một nữ tu đứng đắn như nàng. Tuy vậy, Trâm vẫn không đủ nghị lực vứt lá thư đi, và bởi vậy nàng càng khổ sở vì sự giằng co trong trí. Ngày chưa mất nước, lúc nàng mới 16 tuổi, đang học lớp 10 trường Thánh Mẫu. Mùa hè về nghỉ tại nhà, cũng có gã thanh niên hàng xóm dúi cho nàng lá thư tỏ tình, xúi nàng bỏ tu viện ra đời để khỏi phí uổng tuổi xuân. Bây giờ thì chắc lại đến lượt Định tái diễn màn kịch cũ. Nàng toan đứng lại dưới một gốc cây, lấy lá thư ra đọc. Nhưng người qua lại không lúc nào ngớt, nàng đành tiếp tục cắm đầu rảo bước, lòng lo sợ vẩn vơ. Hai bên đường, thỉnh thoảng một vài người quen lên tiếng chào hỏi, Trâm ngượng nghịu đáp lại, đánh mất hết cả vẻ hồn nhiên thường lệ, bởi có cảm tưởng ai cũng đang nhìn nàng soi mói, vì biết trong túi áo của một nữ tu có phong thư tình bí mật. Nàng thấy hành vi ấy tội lỗi quá. Dù nội dung thế nào đi nữa thì lẽ ra nàng cũng không được phép nhận, bởi vì nếu là chuyện thẳng thắn thì tại sao Định không nói ngay mà phải viết thư cho nàng. Về đến tu viện, Trâm đi nhanh vào phòng ngủ tập thể. Nàng hồi hộp nhìn quanh, không thấy ai, bởi tất cả đều đang lao động hoặc dưới nhà xe hoặc ở sau vườn. Nàng toan lấy bức thư ra đọc, nhưng cứ phập phồng lo sợ nên cuối cùng lại nhét vào túi. Nàng đứng tần ngần một lúc rồi thay áo ròng và lên nhà nguyện đọc kinh. Nàng quỳ ở hàng ghế thật cao, ngay sát bàn thờ. Không gian mờ tối, chỉ có ngọn đèn dầu hiu hắt tỏa ánh sáng nhạt nhòa dưới chân tượng Chúa chịu nạn. Trâm nhìn quanh không thấy ai, vì giờ này mọi người đang lao động dưới nhà ăn tập thể. Trâm run run lôi lá thư từ túi áo, kẹp vào giữa cuốn thánh kinh, nhẹ nhàng mở ra và bắt đầu đọc. Trái tim đập mạnh vì hồi hộp, cơn gió nhẹ lùa qua khe cửa lay động mấy tấm màn, cũng khiến nàng giật mình ngẩng lên nhìn ráo rác. Nàng gấp lá thư bỏ vào túi, gục đầu xuống cầu nguyện và đọc kinh sám hối. Nàng thở phào nhẹ nhõm vì không phải là thư tình như nàng đã đoán, nhưng cùng lúc đó nàng lại hoang mang vì đề nghị vượt biên quá đột ngột của Định. Ra nước ngoài là niềm mơ ước chung của mọi người, nhất là ở thời kỳ quá khắt khe này. Nhưng bỏ tu viện để đi cùng với một người đàn ông xa lạ, điều ấy tội lỗi quá. Dù rằng đến giờ này, Trâm hoàn toàn tin chắc Định không có tà ý, mà chỉ vì muốn trả ơn nàng, như Định đã viết rất rõ trong lá thư nàng vừa đọc. Trong khoảnh khắc, Trâm thấy cuộc đời thầm lặng và cam chịu của nàng hôm nay vừa chợt bước sang một khúc rẽ mới,
chỉ vì lá thư 10 dòng của Định mà nàng không đủ can đảm để dứt khoát khước từ. Nàng đưa tay làm dấu thánh giá, ngước lên bàn thờ và thì thầm: Lạy Chúa, xin tha tội cho con. Và nàng cứ quỳ yên như pho tượng, nước mắt tự dưng trào ra như những giọt lệ thống hối vì một lỗi lầm nghiêm trọng xúc phạm đến Thiên Chúa. Lâu lắm nàng mới nghe từ phía sau, dưới cuối nhà thờ, tiếng những bước chân thầm lặng đi rất nhẹ, và đoàn nữ tu nối gót tiến vào. Châm biết đã đến giờ nghỉ trưa, nàng đứng dậy trở về hàng ghế thường nhật của mình để cùng đọc kinh trước khi xuống nhà ăn. Sau một nửa ngày thơ thẩn vào ra như người mất hồn, đêm hôm đó Châm lại lên nhà nguyện, một mình gục đầu trước bàn thờ Chúa. Như đứa trẻ cô đơn trước ngã ba đường, nàng xin Chúa soi sáng cho nàng quyết định nên dứt khoát ra đi hay ở lại. Dù chẳng biết tâm tính Định thế nào, và dù chưa mảy may hình dung được cuộc sống bên kia đại dương sẽ ra sao, nhưng Châm cũng mường tượng trước việc tu hành của nàng sẽ hết sức khó khăn nơi đất lạ quê người. Ở lại cũng bế tắc vì tôn giáo và vô thần không thể sống chung, mà ra đi thì càng bấp bênh bởi những quyến rũ của xã hội tự do thường làm con người thay đổi. Châm cứ phân vân chập chờn, cả trong giấc ngủ cũng có lúc giật mình thức giấc vì chưa biết tính sao để trả lời Định. Mấy ngày kế tiếp, Châm không bước chân ra khỏi nhà dòng. Công việc giao hàng, nàng nhờ một nữ tu lớn tuổi hơn đảm trách thay cho vài hôm. Từng đêm trăn trở thao thức, Châm có lúc đã dứt khoát với mình là sẽ ở lại, nhưng chỉ một lúc sau nàng lại đổi ý. Đi hay ở, nàng không tìm được lời giải đáp cho chính mình, và vì vậy không đủ can đảm gặp Định để trả lời. Mãi đến sáng hôm qua, Châm đi giao hàng mới lại gặp Định. Hóa ra cả tuần nay, ngày nào Định cũng chờ ở đây, để rồi ngày nào cũng thất vọng ra về. Người quen dưới Mỹ Tho vừa báo tin mọi chuyện đã thu xếp xong, Định càng nóng lòng muốn biết quyết định của Châm. Vừa thấy nàng, chàng lao lại và hỏi: Châm đã đọc thư của tôi chưa? Ý Châm thế nào? Châm hoảng hốt vì lần đầu tiên Định dám gọi tên thật của nàng. Có lẽ lòng Định đã đổi khác, không còn coi nàng là một nữ tu đứng đắn và là ân nhân của chàng nữa. Nàng dừng lại ngay bên hông cửa hàng, cố trấn tĩnh rồi bực mình bảo Định: Thưa ông, tôi đâu có xem thư của ông. Hôm ông đưa, tôi xé bỏ ngay, nên chẳng biết ông viết gì trong đó. Dứt lời, Châm hối hận ngay vì nói dối là một tội nặng mà trước đây nàng chưa bao giờ phạm. Nàng vội chữa lại: Ông bạo quá, dám viết thư cho tôi. Nhớ như có ai thấy, biết thì khổ cho tôi lắm. Định tha thiết nói: Vâng, tôi cũng biết như thế là không phải, nhưng chẳng có cách nào gặp được Châm, cho nên tôi đành phải liều. Về việc ông đề nghị, tôi xin cảm ơn lòng tốt của ông, nhưng ông để cho tôi suy nghĩ một vài hôm đã. Định mừng rỡ: Nghĩa là Châm đã theo xem thư của tôi rồi. Châm gật đầu trách: Vâng, nhưng tôi xin ông cứ lo cho ông và cháu Hiền mà thôi. Ông đem được cháu Hiền đi thì tôi mừng lắm, ra nước ngoài mới có tương lai. Còn tôi đã đi tu thì ở lại cũng chẳng sao. Ông nghĩ đến tôi làm gì? Định phân trần: Thì tôi đã nói rõ trong thư, tôi muốn làm một việc gì đó để trả ơn Châm. Chuyến này do chính tôi đứng ra tổ chức, chắc chắn lắm, cho nên tôi mới dám mời Châm đi theo. Châm nói: Tôi đã thưa với ông là việc tôi nuôi cháu Hiền chỉ là công tác của nhà dòng, ông không phải bận tâm. Còn việc ông rủ tôi đi thì tôi thấy thế nào ấy, liều lĩnh quá. Bỏ nhà dòng là một tội nặng, huống hồ lại đi với ông thì lại càng không thể được. Ông với tôi có quen biết gì nhau đâu. Thôi, xin ông bỏ ý định ấy đi nhé. Định khổ sở thúc giục: Gấp lắm rồi, mọi việc đã chuẩn bị đâu vào đấy. Để lâu sợ lộ, tôi định tháng tới lên đường, Châm nên quyết định mau đi. Châm không nói nữa, rẽ nhanh vào cửa hàng.
Nửa giờ sau nàng trở ra, vẫn thấy Địch đứng chờ bên khóm bông giấy. Tuy vậy, nàng không dừng lại, cứ cắm đầu bước thẳng. Địch lao tới nài nỉ tiếp. Đúng ra thì tôi không dám rủ Trâm đi, nhưng mà bé Hiền cứ nhắc mãi, tội nghiệp nó. Câu nói của Định đã chạm mạnh vào chỗ yếu của Trâm. Nàng thấy trong lòng chợt dâng lên một nỗi xúc động vô biên. Nàng nghĩ tới đứa trẻ mồ côi mà nàng nuôi nấng đã mấy năm qua. Nàng ngẩng lên và bảo Định: dù thế nào đi nữa thì tôi cũng phải được sự đồng ý của mẹ bề trên. Xin ông hiểu cho, tôi không thể tự mình bỏ trốn nhà dòng. Nếu mẹ bề trên cho đi thì tôi mới đi, không thì đành ở lại vậy. Với lại tôi cũng phải thưa chuyện với bố mẹ tôi đã. Định mừng thầm vì thấy Trâm đã hơi siêu lòng. Chàng lẽo đẽo đạp xe chậm chậm bên Trâm, tiếp tục thuyết phục. Nhưng Trâm giục: thôi ông đi đi, người ta nhìn kìa. Định chỉ cái quán cà phê bên cạnh và đề nghị: vào trong kia ngồi nói chuyện một chút nhé, một chút thôi. Trâm chố mắt kêu lên: chết, ông định rủ tôi vào quán giải khát. Ông nói chuyện buồn cười nhỉ, ai lại như vậy? Định thất vọng, dừng lại và nói vói theo: thôi thế này, ngày mai tôi lại gặp Trâm ở đây nhé. Ngày mai Trâm làm ơn trả lời cho tôi biết. Trâm không đáp nhưng trong lòng rất nao núng. Những lúc chỉ có một mình trong tu viện, nàng không thấy ý định vượt biên thôi thúc mãnh liệt. Nhưng hễ gặp Định, và nhất là nghe Định nhắc đến Hiền, thì Trâm lại thấy hứng khởi, rộn rã muốn ra khơi, lao vào một cuộc phiêu lưu mới. Buổi tối, Trâm xin phép về thăm gia đình. Nhà nàng cách tu viện cũng không xa, nằm trên con đường lớn dẫn vào xóm đạo. Vừa thấy nàng, ông bố lôi ngay xuống bếp, hai cha con ngồi ở bàn ăn, và ông nghiêm trọng nói cho Trâm biết Định đã đến gặp ông hai lần để xin phép đưa Trâm đi. Mặt ông lộ vẻ suy tư một cách mệt mỏi, như vừa trải qua cơn biến động khá lớn trong cuộc đời. Đối với một tín hữu sùng đạo như ông, có đứa con chọn con đường tu hành là một ân sủng rất lớn. Chẳng những ông hãnh diện mà còn có bổn phận phải vun đắp cho con đi chọn quãng đường thoát tục cao quý đó. Nhưng hoàn cảnh hiện tại làm ông bối rối. Tôn giáo đang là một mục tiêu mà chế độ dòm ngó. Những vụ bắt bớ ở nhà thờ Vinh Sơn, trung tâm Đắc Lộ, dòng Đồng Công, dòng Chúa Cứu Thế. Con ông có ở lại chắc hẳn cũng chẳng thể an tâm tu hành. Huống chi ai chẳng muốn ra nước ngoài. Ông không có điều kiện lo cho con vượt biển. Bây giờ bỗng có người đưa đi, bỏ lỡ cơ hội thì hối tiếc về sau. Mà xúi con đi thì có lúc ông lại ngần ngại, bởi ông lo xa, đường tu có thể đứt đoạn ở nước ngoài. Ông chẳng biết tính sao nên chỉ đưa ra một câu nói nước đôi: chẳng nói thì con cũng biết, bố mẹ mong con đi lắm, nhưng lại sợ lỡ việc đạo của con. Ông chợt nhìn lại khuôn mặt của Trâm và nhận ra ngay những nét ưu tư không giấu nổi trong đôi mắt. Ông đoán Định cũng đã gặp nàng và ngỏ ý, khiến chính nàng cũng đang bối rối như ông. Ông hỏi: chắc cậu Định đã gặp con rồi? Trâm gật đầu: vâng, ông ấy có nói qua với con. Ông bố hăm hở hỏi: thế ý con Định thế nào? Trâm cúi đầu nói nhỏ: con cũng chẳng biết tính sao nữa. Hai cha con cùng yên lặng. Rồi ông bảo: thôi, cái đó thì tùy con, bố mẹ chẳng dám khuyên. Có gì rồi con lại trách. Con năm nay đã gần 20 tuổi rồi, con tự quyết định lấy. Nhưng mà thế nào thì cũng phải trình với nhà dòng. Ông bố không nói nhiều, nhưng Trâm hiểu rằng ông rất muốn nàng ra đi. Nàng ngẫm nghĩ một lúc rồi dè dặt ngỏ ý: Ông bố khổ sở phân trần: bố mẹ chỉ có hai đứa chúng mày, con với con Phương, không lẽ cho đi hết? Huống hồ mình không có tiền, làm phiền người ta quá đâu có được. Con đi chót lọt báo tin về là bố mẹ mừng rồi. Nhưng mà đi hay ở là tùy con, bố không có ép.
Trâm buồn rầu trở lại tu viện, đã toan lên thẳng văn phòng mẹ bề trên để hỏi ý. Nhưng nàng lại lưỡng lự, đứng rất lâu ở chân thang rồi bỏ về phòng ngủ. Nàng quỳ xuống ngay ở đầu giường, lần hạt cho tới quá khuya mới đi nằm. Thêm một đêm mất ngủ, sáng nay Trâm uể oải bó chiếu chuẩn bị mang đi giao. Người nữ tu lớn tuổi ngồi làm việc bên cạnh quay sang hỏi: "Dì Anna đau đấy à? Có uống thuốc gì chưa? Hay thôi, đi nghỉ đi, để tôi còn đi giao hàng cho." Trâm cố nở nụ cười và đáp: "Không, em có ốm đau gì đâu. Hôm qua em thức hơi khuya." Người nữ tu gật đầu nói: "Vâng, tôi ngủ được một giấc khá lâu, giật mình dậy vẫn thấy dì còn đang đọc kinh." Trâm ôm bó chiếu đứng dậy, bước ngay ra cổng. Định đã chờ sẵn bên khóm hoa hơn một tiếng đồng hồ mới thấy Trâm đến. Chàng lao nhanh lại và nói nhỏ: "Trâm về nhà ngay nhé, tôi lại đó tôi chờ, nói chuyện ở đây không có tiện. Về ngay nhé, về nhà Trâm ạ, tôi đi đây, tôi đã thưa chuyện với hai bác rồi." Nàng gật đầu không đáp, rảo bước lại cửa hàng. Trong lúc đó Định đạp xe đến thẳng nhà Trâm ngồi đợi. Bố mẹ Trâm đều đi làm cả, chỉ có Phương, cô em gái của Trâm, đang phơi củi trước sân. Vừa thấy Định, nó reo lên và hỏi một câu theo thói quen: "Anh Định, bé Hiền đâu rồi?" Chàng dựng xe đạp vào tường và đáp: "Nó đi học." "Ba má có nhà không Phương?" Câu hỏi dĩ nhiên là thừa thãi, bởi Định đã biết trước giờ này cha mẹ Trâm đều đi làm. Chàng ngồi xuống bậc cửa, vừa phụ Phương trẻ củi, vừa hỏi vu vơ những câu vô thưởng vô phạt. Đứa em Trâm ngạc nhiên lắm, không hiểu tại sao hôm nay Định lại kiên nhẫn ngồi đàm đạo với nó. Bình thường mỗi lần đến đây, Định vẫn dắt theo bé Hiền, giao cho Phương rồi vào nhà nói chuyện với bố mẹ Trâm. Vì có lời dặn của Trâm từ trước nên cả nhà ai cũng chiều chuộng Hiền. Định ngồi một lúc thì Trâm về. Đứa em đứng ngay dậy, vào nhà lấy cái thúng và nói nhanh: "Chị trong nhà hộ em chạy đi xếp hàng lãnh nhu yếu phẩm, tổ vừa mới kêu đấy. May quá chị về đúng lúc." Nó chạy vụt đi khiến Trâm lo sợ nhìn quanh, vì chỉ còn một mình nàng với Định. Nàng nói theo: "Lãnh xong về ngay nhá, nhanh nhanh lên em." Trâm mời Định ngồi ở phòng khách đối diện nhau qua chiếc bàn hình chữ nhật có bộ ấm tách đã cũ mềm. Nàng nghiêm chỉnh đan hai bàn tay vào nhau, đặt ngay ngắn trên đùi, cẩn thận úp cái nón lá lên. Lần đầu tiên Định có dịp quan sát Trâm thật gần, thật rõ, mà không phải thấp thỏm lo sợ dùng cho Trâm. Và càng nhìn, chàng càng thấy nao nao tiếc xót, vì một người như Trâm đáng lẽ không nên đi tu mới phải. Chàng hạ giọng tha thiết: "Từ hôm tôi ở tù về, vẫn mong có dịp được gặp Trâm một lần để nói vài lời cảm ơn, nhưng chẳng có cơ hội." Trâm ngắt lời: "Xin ông đừng gọi tôi bằng tên thật của tôi nữa." Định cười bướng bỉnh: "Tôi hiểu, trước mặt người khác thì tôi sẽ kêu Trâm và sư Anna, còn khi chỉ có mình Trâm thì tôi cứ gọi là bằng tên cho nó tiện." Rồi chàng hạ giọng tiếp: "Trâm đã nuôi con tôi mấy năm nay." Nàng lại ngắt lời: "Đấy, ông cứ nhắc mãi chuyện ấy. Tôi đã thưa với ông rồi, ông không phải nghĩ đến ơn nghĩa gì cả. Chúng tôi làm việc lành, phúc đức để dâng lên Thiên Chúa và mẹ Maria." Định giơ tay phân trần: "Trâm cứ để tôi nói hết đã. Bây giờ tôi tính đem bé Hiền vượt biển. Nghĩ đến công lao của Trâm, tôi thấy chỉ còn có cách trả ơn là mời Trâm cùng đi. Nếu Trâm bằng lòng thì tôi sẽ thông báo ngày giờ nhất định. Mọi việc thì tôi xin nói thật là đã thu xếp xong cả rồi. Xin Trâm đừng có hiểu lầm, tôi không có ý gì đâu. Tôi nghe nói bên Mỹ cũng có tu viện như bên này, mà đạo Thiên Chúa bên ấy còn thịnh hành hơn cả Việt Nam nữa. Trâm sang đó tiếp tục vào nhà dòng, đó là ước nguyện của tôi." Trâm lúng túng chẳng biết trả lời ra sao. Nàng cúi đầu nghĩ ngợi. Bức tượng thánh giá khá to đeo bằng sợi dây đen nổi bật trên nền vải trắng trước ngực nàng. Đời nàng chưa bao giờ phải đối phó với một biến cố lớn như thế này. Nàng đã nhiều lần nghe kể
những người đi chui thường phải nằm bờ ngủ bụi, băng rừng vượt suối để đến điểm hẹn. Nếu êm xuôi qua được tới trại tị nạn thì cảnh sống chung đụng xô bồ cũng lại có thể dẫn đến nhiều phiền toái. Ấy là nàng chưa dám nghĩ đến những chuyện bị bắt dọc đường hay những tấn công thô bạo của hải tặc ngoài khơi. Bất giác nàng thở dài, ngẩng lên ngó ra cửa sổ. Định tưởng nàng đã ưng thuận, vội nói thêm: "Tôi thấy việc này Trâm không nên bàn với mẹ bề trên, lộ ra nguy hiểm lắm." Trâm vẫn ngồi im. Chuyện vượt biển nàng chưa có ý định dứt khoát, nhưng nếu nhất định sẽ đi thì nàng phải trình rõ với nhà dòng, chứ không thể nghe lời Định mà âm thầm trốn đi. Đời nàng bất cứ chuyện gì lớn nhỏ đều phải thưa với mẹ bề trên, đó vừa là một quy luật vừa là một thói quen. Nàng cũng đoán trước là mẹ bề trên chắc sẽ chẳng buồn khi nghe tin nàng vượt biển, nhưng sẽ rất thất vọng khi biết nàng đi chung với Định, một người đàn ông xa lạ, không có vợ con bên cạnh. Tiếng Định vẫn đều đều thuyết phục, và đầu óc Trâm đang hỗn độn, nghe câu được câu mất, khá lâu nàng mới bâng khuâng nói như tự nhủ: "Sang bên ấy chắc phải mất một thời gian mới liên lạc được với nhà dòng. Buổi ban đầu tôi không quen ai, một thân một mình, biết đằng nào mà xoay sở." Định quả quyết: "Trâm đừng lo, đã có tôi." Trâm lắc đầu buồn rầu: "Ông về với vợ ông, chứ ông lo gì được cho tôi?" Định nhanh nhảu đáp: "À, tôi chưa nói với Trâm là giữa tôi với vợ tôi có còn gì nữa đâu. Vợ tôi đã lấy chồng khác rồi, lấy thằng bạn thân của tôi ở bên ấy rồi." Trâm sửng sốt kêu lên: "Giê-xu, lấy người bạn của ông? Lạy Chúa tôi, sao lại như vậy được?" Định thản nhiên gật đầu rồi kể: "Vâng, lúc vào tù rồi tôi mới biết, hóa ra vợ tôi với thằng bạn tôi đã có tình ý với nhau từ lâu rồi. Bởi vậy cho nên hai người mới rủ nhau di tản, bỏ lại bé Hiền cho tôi." Định tưởng nói ra điều đó sẽ làm Trâm an lòng, tin ở sự săn sóc của chàng mai sau. Nhưng Định lầm to. Nghe tin chàng mất vợ, Trâm càng hoảng sợ, vì nghi Định có âm mưu đen tối là sẽ quyến rũ nàng. Nhất là Định kể chuyện bị vợ bỏ bằng một giọng bình thản, gần như reo vui. Bao nhiêu lời trấn an của Định từ trước đến giờ bỗng chỉ vì cái tin vợ Định đã lấy chồng.
con lộ gập ghềnh đá vụn. Từ hôm đó Trâm còn gặp lại Định vài lần nữa, hoặc ở nhà riêng hoặc trên đường đi giao chiếu. Và càng ngày nàng càng cảm thấy bớt sợ hơn. Thậm chí có lần nàng còn dám ngồi chung hông đa với Định, để Định chở nàng từ nhà về tu viện. Nàng thấy ánh mắt Định hiền lành, ngay thẳng có thể tin được. Lại thêm bé Hiền là sợi dây kết nối giữa hai người, khiến nàng tự cảm thấy có lý do chính đáng để ra đi. Nhất là khi biết mẹ nó đã lấy chồng. Mỗi tối Trâm thường quỳ lặng trước bàn thờ Chúa, cầu xin một chuyến đi an bình và xin cho đoạn đường mai sau ở nước ngoài nàng đủ nghị lực tiếp nối con đường tu hành đến cuối đời. Nàng đã trả lời dứt khoát với Định là sẽ ra đi, và nàng cũng làm theo lời Định dặn là không báo trước với mẹ bề trên. Nàng viết sẵn lá thư thật dài nhờ ông bố trao cho tu viện sau khi nàng vượt thoát. Cha mẹ Trâm thì dĩ nhiên vui lắm. Ông bà mừng vì chính Trâm tự ý quyết định tránh cho hai người cái thế khó xử là xúi con bỏ nhà dòng cùng đi với Định. Ông bố cũng đồng ý ngay với Trâm là không nên trình trước cho mẹ bề trên biết, cứ để nàng đi rồi ông sẽ đến thừa lại. Nhưng càng gần tới ngày lên đường, Trâm càng bối rối. Nàng hình dung ra những cảnh hãi hùng trên biển mà người ta thường kể, những chung trả thiếu thốn trong các trại tị nạn và ngay cả những lôi cuốn thế tục ở các nước Tây Phương, khiến nàng linh cảm thấy trước việc tu hành của mình sẽ bị lung lay. Nhiều đêm nàng giật mình choàng dậy vì những cơn ác mộng như bàn tay quỷ dữ đè nặng trên ngực nàng, làm nàng nghẹt thở, ú ớ vùng vẫy mãi mới ngồi bật lên được. Trong niềm tin tôn giáo mãnh liệt, nàng cho rằng đó là những điềm báo bất tường mà Thiên Chúa đã gửi gắm qua giấc mơ để ngăn cản nàng đừng ra đi. Vài lần như thế, nàng thấy lung lạc, không muốn ra khơi nữa. Chỉ có điều là còn nấn ná, chưa tiện báo cho Định biết mà thôi. Hai tuần sau, đúng ngày hẹn lên đường, cả nhà đều nóng lòng chờ Trâm. Bà mẹ đã nấu sẵn một gói xôi lạc khá lớn, kèm theo ít bánh kẹo để Trâm mang theo ăn dọc đường. Ông bố thì thực tế hơn, moi trong tủ một nắm tiền và sợi dây chuyền một chỉ, lát nữa sẽ tặng con làm lộ phí. Theo dự định đã bàn kỹ với nhau, buổi trưa hôm nay Trâm sẽ xin phép về ăn cơm với gia đình, rồi sau đó sang thẳng nhà Định để cùng nhau xuống vùng 4. Ông bố không muốn Định đón con tại nhà mình vì biết chắc vợ ông sẽ òa lên khóc lúc chia tay, làm hàng xóm chú ý. Tuần trước Trâm đã về và cả nhà cùng ăn bữa cơm tiễn biệt, đồng thời hiểu ngầm với nhau là phải giữ kín tối đa chuyến đi của Trâm. Hôm nay là cái ngày chia tay thật sự. Cả nhà lóng ngóng đi ra đi vào từ buổi sáng, hồi hộp chờ Trâm về để chia sẻ những xúc động cao ngất trong lòng trước khi Trâm từ biệt. Nhưng đợi mãi đến khóa trưa vẫn không thấy Trâm. Ông bố nóng ruột chạy ra đầu ngõ bồn chồn đứng đợi một lúc rồi lại trở về, đưa mắt nhìn vợ và cô con gái út dò hỏi. Chốc chốc ông lại ngó lên cái đồng hồ trên vách và mấy lần toan lấy xe đạp lại nhà dòng, nhưng lại sợ dọc đường không gặp Trâm nên cứ lay hoay chạy ra chạy vô và luôn miệng thở dài. Ở tu viện suốt từ sáng sớm, Trâm ưu tư không làm được việc gì. Nàng lóng ngóng như người mất hồn, lúc nhớ lúc quên. Thời gian trôi qua khi nhanh khi chậm. Nàng thơ thẩn đi quanh tu viện, quan sát từng căn phòng, từng khóm hoa, lên nhà nguyện, xuống buồng ngủ, những góc cạnh quen thuộc mà gần 10 năm qua nàng đã gần gũi. Nàng nhìn lại từng khuôn mặt hiền hòa, từ mẹ bề trên, các nữ tu lớn tuổi, vài người bạn cùng lớp, nhớ đến từng cử chỉ và thói quen ở mỗi người mà nàng gắn bó từ khi đặt chân vào đây. Đi hết một vòng, Trâm rón rén ra khu nhà xe, đứng nép sau cửa sổ, nhìn các nữ tu đang cặm cụi đan chiếu, vừa làm vừa chuyện vãn hồn nhiên. Nàng cảm động bỏ chạy vào phòng ngủ và òa lên khóc. Sự hiện diện của nàng tuy chẳng cần thiết cho ai, nhưng tự nhiên nàng cảm thấy không nỡ ra đi, bỏ lại bao nhiêu khuôn mặt thân quen chung quanh, nhất là lại đi với một người đàn ông ngoại đạo. Trâm nằm khóc một lúc khá lâu, rồi lau nước mắt ngồi dậy. Nàng nhìn đồng hồ, thấy đã đến giờ hẹn. Đi hay ở, nàng phải quyết định ngay trong một khoảnh khắc mà thôi. Nàng ngồi thừ người ở mép giường, phấn đấu với sự giằng co của chính mình. Biết chắc cả nhà và nhất là Định giờ này đang mỏi mắt chờ đợi,
Trâm thở phào, chớp mắt mấy cái và đưa tay làm dấu thánh giá. Rồi nàng nắm chặt bàn tay đứng dậy để tỏ một thái độ dứt khoát là nàng đã chọn lựa. Cha mẹ nàng và Định rồi đây chắc hẳn sẽ vô cùng thất vọng vì nàng. Nhưng giấc mộng ra đi của nàng vừa tắt hẳn trong lòng. Thôi đành chịu vậy, nàng sẽ về quỳ xuống xin lỗi và nguyện ở lại trên mảnh đất cằn cỗi này. Bởi xét cho cùng, đã đi tu thì ở đâu cũng thế, cũng là con đường khổ hạnh mà thôi. Nàng bước lại cửa sổ trông ra khu vườn phía sau. Những luống lan chạy đều thẳng tắp tới sát hàng rào đã lấm tấm điểm vài bông hoa tím. Nàng đứng ngắm một lúc rồi quay lại giường, mệt mỏi ngồi xuống. Túi hành lý gọn ghẽ sắp sẵn từ sáng, chỉ có hai bộ đồ và vài thứ lặt vặt theo đúng lời Định dặn. Nàng thở mạnh, vói tay, mở nắp, lôi quần áo ra treo hết vào tủ như không hề có chuyện gì xảy ra. Nghĩa là dứt khoát nàng chọn con đường ở lại. Rồi nàng thay áo ròng và lên nhà nguyện đọc kinh. Ở nhà, Định và bé Hiền chờ mãi không thấy Trâm đến. Thời gian với Định lúc này trôi qua rất nhanh. Chàng linh cảm thấy có điều gì trục trặc. Chàng lấy hông đa phóng sang nhà Trâm. Nhưng dọc đường lại gặp ông bố Trâm cũng đang vội vã chạy qua tìm Định, vì tưởng Trâm đã từ nhà ròng đến thẳng nhà Định. Hai khuôn mặt nhợt nhạt dừng lại trao đổi với nhau vài câu vội vã, rồi ai về nhà nấy và lại tiếp tục ngồi chờ. Thêm một tiếng đồng hồ nữa qua đi, Định nóng lòng như lửa đốt. Bé Hiền vẫn lủi thủi ngồi chơi một mình, thỉnh thoảng ngước lên hỏi vài câu vu vơ. Ngoài trời, mây đen bỗng kéo đến đột ngột, rồi chỉ trong khoảnh khắc, mưa bắt đầu rơi nặng hạt, cùng với gió vù vù thổi từng cơn. Định càng rối bời ngổn ngang. Hông đa từ đây xuống Mỹ Tho sẽ mất khoảng 2 giờ, nếu đường đi không có gì trắc trở. Rồi từ Mỹ Tho, chàng sẽ dắt Trâm và bé Hiền qua bến phà để sang Kiến Hòa. Đêm nay, theo dự tính, sẽ lên thuyền trước nửa đêm. Nghĩa là bây giờ phải khởi hành ngay mới kịp. Định ngao ngán nhìn đồng hồ rồi lấy áo mưa, đội mũ vải đẩy hông đa ra sân. Gió xiên thổi hắt từng đợt nước mưa, đập mạnh vào mặt chàng, như muốn làm tăng thêm nỗi xót xa vốn đang dâng ngập trong lòng. Chàng đạp máy, nhắm hướng tu viện lao vút đi. Tổ hợp đã đóng cửa im lìm, cánh cổng căn nhà xe nơi Trâm thường ngồi làm việc, mà có lần Định đã đến gặp nàng ở đây, giờ cũng đã khép kín. Chàng dựng xe, đứng dưới hàng hiên, nhìn vào tuyệt vọng. Trâm không đi thì ít ra cũng phải cho chàng gặp lần cuối để nói lời từ giã, chứ sao lại nỡ nhẫn tâm như vậy. Định vừa buồn vừa giận, nhớ lại lần cuối gặp Trâm ở nhà nàng mới tuần trước. Ăn trong bữa tiệc tiễn đưa với gia đình, nàng đã tỏ ra rất thoải mái, nói chuyện thân tình với Định như không còn phải là một nữ tu nghiêm chỉnh thường nhật nữa. Định đã vững tin, tưởng chừng không có sức mạnh nào có thể làm nàng đổi ý bỏ cuộc được. Và vì thấy Trâm có vẻ dễ dãi, Định đã chờ lúc bố mẹ Trâm bỏ vào bếp. Chàng giả vờ mượn cơn say sau mấy ly bia Quốc Doanh, vờ vịt hỏi Trâm: tại sao Trâm đẹp như vậy mà lại đi tu? Trâm đỏ mặt đáp: ông cứ hỏi lần thần, mọi sự đều do Chúa xếp đặt cả. Rồi nàng chuyển ngay sang đề tài khác, tươi cười bảo Định: mai kia ông có lập gia đình lần nữa thì nhớ để bé Hiền ở với tôi, dì ghẻ con chồng tội nghiệp lắm. Định lắc đầu cười theo: thời buổi bây giờ làm gì còn cảnh dì ghẻ con chồng. Miệng nói câu ấy nhưng trong thâm sâu, Định vừa nảy ra một ý nghĩ ám muội mới, là giả như Trâm bỏ ra đời và làm vợ Định thì đó mới thật là một cuộc nhân duyên tuyệt vời, bởi đứa con gái Định từ lâu vốn đã yêu Trâm như mẹ ruột của nó. Mới đó mà tưởng như đã xa xôi lắm, giọng nói của Trâm vẫn còn văng vẳng bên tai, nào ngờ nàng đã thay đổi. Định đưa tay vuốt mặt, men theo hàng rào tìm đến cánh cổng chính dẫn vào tu viện. Chàng thò tay vô bên trong, tháo then ngang rồi lách mình vào. Chàng chạy nhanh băng qua khu sân nhỏ, tiến lại phía nhà nguyện, rón rén bước lên lầu. Lẫn trong tiếng mưa bay, chàng nghe tiếng cầu kinh đồng loạt đều đặn vọng ra từng chập, rồi tiếng đàn phong cầm trầm mặc vang lên tha thiết. Định bước từng bước thật nhẹ đến bên hông nhà nguyện, đứng tần ngần một lúc, rồi khẽ đẩy cánh cửa gỗ to bản,
mở hé ra một khoảng trống vừa đủ để ngó vào. Đoàn nữ tu vừa đứng dậy bắt đầu một bài thánh ca. Định hồi hộp nhìn khắp lượt để tìm Trâm, chỉ mất mấy giây đồng hồ chàng đã bắt gặp ngay khuôn mặt trẻ trung và thánh thiện của Trâm chen lẫn giữa đám người an phận mà niềm vui duy nhất chỉ là hiến dâng cuộc đời cho tín ngưỡng. Định đứng lặng như thế rất lâu, miên man suy nghĩ về cái đích của cuộc đời, về lý tưởng của đời sống mà mỗi cá nhân trong xã hội tự chọn cho mình. Nước từ áo mưa của chàng chảy xuống, nhỏ thành dòng trên bàn chân, làm ướt đẫm cả hai chiếc giày vải. Nhưng Định không bận tâm, mắt vẫn đăm đăm nhìn về phía Trâm, thấy nửa khuôn mặt trắng hồng của nàng rạng rỡ theo lời ca xưng tụng Thiên Chúa. Mãi đến khi dứt bản thánh ca, đoàn nữ tu ngồi xuống, Trâm mới tình cờ quay ngang và trông thấy Định. Đôi mắt nàng thoáng chút sửng sốt nhưng lại nhanh chóng lấy lại điềm tĩnh và nhìn thẳng lên bàn thờ. Định não nề thở dài và dường như có hai dòng lệ vừa bất giác ứa ra. Như thế là rõ ràng Trâm đã dứt khoát. Định u sầu đứng yên tại chỗ, đăm đăm nhìn Trâm, hy vọng nàng sẽ quay lại một lần nữa trước lúc chia tay. Nhưng Trâm cứ gan lì nhìn về phía trước. Định vén tay áo nhìn đồng hồ, quyết định nán lại thêm vài phút nữa, mà Trâm vẫn chỉ ngó lên bàn thờ, làm như không hề có mặt Định đang đứng chờ ngoài cửa. May quá, vừa lúc ấy có một nữ tu bỏ hàng ghế đi ra và giật mình trông thấy Định. Cảnh tượng này chưa bao giờ xảy ra trong tu viện, bởi nơi đây không phải là chỗ đàn ông lui tới. Định khẽ cúi đầu chào, người nữ tu tiến lại chố mắt nhìn chàng chờ đợi, rồi cùng Định ra hẳn ngoài hành lang. Định nói nhỏ: "Thưa Ma Sơ, tôi là người nhà của Sơ Anna Trâm, có việc khẩn cấp cần phải gặp Sơ Anna." Người nữ tu gật đầu khẽ đáp: "Vâng, để tôi đi gọi cho ông." Định hài lòng nói cảm ơn rồi an tâm đứng đợi. Người nữ tu bước vào đến sau lưng Trâm, ghé tai nàng nói mấy lời, nhưng Trâm khẽ lắc đầu và đôi mắt vẫn nhìn về phía trước. Định ứa nước mắt vừa giận vừa buồn. Nghĩ đến giờ này cả nhà đang băn khoăn ngóng đợi, Định thở dài quay gót lủi thủi bước xuống lầu. Chàng đứng lại trên hành lang trông ra sân. Bên ngoài trời vẫn ủ ê chút nước và gió thổi giật từng hồi, như muốn chia sẻ cùng Định niềm đau khắc khoải để mở đầu cho cuộc hành trình đơn độc của chàng.